Hello anh em, chào mừng anh em quay lại channel mình là Kia Ma Quyển. Thì hôm nay chúng ta sẽ làm cái gì? Hôm nay chúng ta sẽ quay lại với series concept character các bạn. Thì hôm trước mình đã nói xong về cái phần bu rồi. Thì hôm nay chúng ta sẽ vào cái quá trình step by step, tức là quá trình để bạn vẽ từ đầu tới cuối của nhân vật. Dĩ nhiên quá trình thì nó sẽ không có một cái nào gọi là duy nhất cả. Có rất là nhiều quá trình, không có quá trình nào là hoàn hảo và cũng không có quá trình nào là không hoàn hảo cả. Quá trình ở đây là một cái mình nêu ra là cái căn bản để cho các bạn làm. Khi các bạn vẽ được rồi á, thì các bạn sẽ tự suy ra được quá trình của bạn thôi. Có thể các bạn thích vẽ kiểu này thì bạn sẽ bỏ bước này đi, tại vì bước đó đấy các bạn không cần thiết, hoặc là bạn thích bước này hơn thì bạn làm bước này kỹ, và những bước sau bạn làm không kỹ lắm. Nói chung là nó tùy thuộc vào bạn vẽ như thế nào để thoải mái, mà nó sẽ đưa bạn sẽ tự đưa ra được một cái quy trình vẽ nhất định của bạn. Còn quy trình mình nêu ra đây là quy trình mình đang làm đó. Quy trình này là quy trình căn bản thôi, tức là nó là cái nền để cho các bạn, do các bạn chưa biết, giống như việc chạy xe đạp, các bạn chưa biết chạy, giờ kêu mày chạy đi sao chạy được, thì người ta sẽ chỉ các bạn một cái cách để bạn chạy xe đạp căn bản nhất, đó là lên đạp hay giữ thăng bằng gì đó. Rồi sau khi bạn chạy được thì bạn có thể tự chạy theo cách của bạn, chạy buông một tay, buông hai tay, chạy đứng hai giò lên cái tay lái. Tùy thuộc vào cái bạn thích như thế nào thì bạn làm như thế đó, miễn sao nó ra được cái sản phẩm của bạn và bạn vẽ bạn cảm thấy thoải mái vui vẻ là được đó. Rồi thì không có nhiều nữa, chúng ta bắt đầu vào quy trình. Thì ở đây thì mình phải lôi cái acrylic cũ mình ra, thì những acrylic mới này nó theo cái cách vẽ của mình hiện tại á, nên nó không có dễ, tức là mình lược bỏ nhiều thứ quá. Style của mình là vẽ không giữ like, rồi mình vẽ mà lược bỏ quá trình phác thảo, hay là mình lược bỏ giờ mình đang chuyển sang cái style gọi là lên màu luôn, bỏ qua cái phần trắng đen luôn. Nói chung là cái cách vẽ của mình bây giờ là nó ám cái style của mình rồi, nên thành ra nó không thể nào dành cho người mới học vẽ được đó. Thì để dành cho người mới thì mình phải lôi lại cái acrylic cũ 1 năm trước đây của mình. Acrylic lúc mà mình 1 năm trước thì mình vẽ nó khá chỉnh chu. Nói chung mình cũng định lấy cái quy trình của người ta trên mạng, mà nhiều khi mình lấy quy trình của ai đó thì người ta lại nhắn tin cho mình, hay người ta lại bóc phốt nói là mình tự ý xài sản phẩm của ta cho clip chẳng hạn, nên mình buộc mình phải lôi acrylic cũ và mình phải ngồi đó mình sửa lại những cái chi tiết mà nó gọi là những phần còn thiếu đó. Cho mình save file lại, rồi có những file mình save mình mệt hết lại rồi, đây mình vẽ nó xong 1 năm rồi để cho nhẹ máy tính, là mình mệt lại mình chỉnh sửa kiểu, nên nó bị mất một số step. Thì giờ mình đã làm lại đủ step ở đây. Thì quy trình này sẽ gồm có 8 bước đó. Thì mình sẽ nêu quy trình này cho các bạn tham khảo, cũng như là áp dụng trong cái chuỗi series concept pattern bản luôn. Nhớ là ở đây là căn bản, ai mà người mới á, thì các bạn có thể tự vẽ theo kiểu của bạn, hay bạn đi tới trung tâm học chẳng hạn. Còn này là chỉ dành cho người mới và dành cho những bạn không có điều kiện tới trung tâm học. Dĩ nhiên tới trung tâm học sẽ tốt hơn là bạn học online kiểu miễn phí giống vậy, miễn phí giống mình làm đây này, mình chỉ nói thôi và mình không thể giải đáp thắc mắc trực tiếp cho bạn lúc bạn xem clip này được. Tại bạn xem thôi, bạn tới trung tâm thì người ta sẽ giải đáp mắc trực tiếp cho bạn. Ngoài ra có những trung tâm á, giáo viên người ta cực kỳ nhiều kinh nghiệm, người ta dạy giỏi và người ta có qua trường lớp để người ta học về cái phần gọi là học cái gọi là cái gì quên, sư phạm, kỹ năng sư phạm á, người ta truyền mà các bạn cực kỳ dễ hiểu hơn là của mình nữa. Nên thành ra có điều kiện, có tiền, có thời gian, các bạn hãy lựa cái trung tâm nào đó bạn cảm thấy chất lượng uy tín bạn tới đó học, hiểu không? Còn clip này dành cho những bạn mà bạn không có điều kiện để tới trung tâm học, các bạn ở quê chẳng hạn, bạn không có lên Sài Gòn được, bạn không học, hoặc là cái này bạn học để bạn chuẩn bị cho bạn học đi học trung tâm thôi. Hiện giờ bạn đăng ký học trung tâm thì bạn có thể tự học này, tới khi bạn vô học trung tâm thì cái khả năng của bạn sẽ lên nhanh hơn rất là nhiều, do bạn biết trước những cái căn bản rồi đó. Tới đó thì bạn sẽ hỏi, bạn sẽ được giải đáp những cái thắc mắc mà quá trình bạn tự học chẳng hạn đó. Rồi thì không nói nhiều nữa, thì đầu tiên mình sẽ nói đó là bạn sẽ lên được một bạn bạn step đầu tiên á, bạn sẽ lên con người khối cho mình đây. Tùy thuộc vào cái gọi là cái style bạn vẽ, bạn thích bạn vẽ đồ nhiều hay đồ ít. Giống như bạn lên trong cái phần ý tưởng của bạn rồi, cái phần cốt truyện nhân vật á, là coi nhân vật này sẽ mặc đồ nhiều hay đồ ít, mà bạn cần lên cái phần bô này. Dĩ nhiên bạn lên phần bô này càng chuẩn anatomy, càng chính xác, càng đẹp, lên tới mức độ mà y như chụp ảnh nu luôn á, ảnh khỏa thân á, là tuyệt vời nhất, hiểu không? Nhưng mà tùy vào ý tưởng bạn, bạn có thể không cần thiết lên tới mức đó. Chẳng hạn như bạn tính trong đầu bạn sẵn nào đó, cái nhân vật nó sẽ mặc đồ full giáp hết luôn từ đầu tới đít, không có lộ ra phần nào hết, thì cái phần mà phác thảo này quá chính xác từng mm đó, nó sẽ làm cho bạn mất thời gian hơn. Nên để tối ưu thời gian, các bạn có thể không cần chính xác tới mức độ đó, bạn chỉ cần chính xác cái phần bu, vị trí eo mông đùi các kiểu thôi.
Đó, bạn không cần phải chính xác tới từng mm, bạn quan trọng chỉ cần tỷ lệ thôi, tỷ lệ và phối cảnh thôi. Còn mà bạn vẽ theo kiểu mà sau này mà có những người vẽ dạng mà mặc bikini á, tức là có một version mặc đầy giáp và có version chỉ mặc bikini thôi. Đó thì bạn cần phải vẽ chính xác từng chút một để cho khi nó cái version mà cái bikini của bạn nó sẽ thể hiện được cái sự mềm mại, cái sự tuyệt vời của tranh, cái sự uyển chuyển gợi cảm của người phụ nữ chẳng hạn. Đó, như bạn vẽ nữ hoặc nam thì mạnh mẽ cơ bắp múi đồ các kiểu đó. Còn nếu như bạn mà chỉ có version giáp thôi, bạn có thể lược nó đi. Đó. Ngoài ra sau này các bạn mình nói này nói thêm thôi nha, nếu như bạn theo kiểu mà bạn vẽ nhiều tranh rồi á, bạn vẽ theo kiểu mặc Trung Quốc, trang phục Trung Quốc này nọ rồi, thì có những bạn mà thấy người ta vẽ người ta không cần phác thảo cái người khối kiểu này luôn, người ta vẽ thẳng quần áo luôn, tại vì thực tế là quần áo che hết rồi, người ta có sẵn cái vốn tài liệu mà vẽ về quần áo rồi, họ đắp lên luôn, họ không cần thiết phải vẽ phần người khối này ra. Còn bạn đây là bạn học, và ngoài ra cái này là concept, tức là bạn thiết kế nhân vật, bạn tạo ra một nhân vật chứ không phải là bạn vẽ nhanh cái nhân vật của bạn tạo ra. Thường cái này sẽ theo hướng hướng cho game á, nên bạn cần độ chính xác, nên bạn cần phải có cái bow này chính xác cái để bạn có được cái shape của nhân vật này chuẩn hơn để nó chọn shape. Tại một cái game nó nhiều nhân vật, bạn vẽ mà nhìn vô bỏ lên màn hình hay cái game nào đó nhìn vô mà không phân biệt được con này nam hay nữ hay là con này thuộc phái nào á, thì nó là thất bại rồi. Chúng ta cần phải chính xác từng chút một. Bạn đang làm thiết kế giống như bạn tự bạn may cái áo để bạn mặc á, nó khác với thiết kế thời trang. Khi bạn làm nhà thiết kế thời trang thì bạn cần phải thiết kế nó chỉnh chu, nó có mục đích này nọ, nên cái gì bạn làm cũng phải tỉ mỉ, cũng phải đúng tỷ lệ này nọ. Còn khi bạn chỉ đơn giản bạn may cái áo bạn mặc ở nhà thì không ra đường á, thì may sao cũng được, có hai cái áo có cái nút gài lại mặc thôi, đó tùy vào mục đích rồi bạn vẽ, hiểu không? Rồi thì step đầu tiên á sẽ là người que rồi người khói, rồi sau đó đi lai lại theo kiểu anatomy rồi bow này nọ đó tới này. Thì những phần người que người khói á, có những clip trước rồi thì mình sẽ không bỏ vào đây, mình sẽ bắt đầu từ step này luôn, gọi là lên bow đó. Step đầu tiên sẽ lên bow, và lên bow như thế nào bạn có thể coi lại những bài trước đó, tại vì những cái phần đó nó có chút xíu à, người khói người que xíu mình bỏ vào đây nó kéo dài cái quy trình này ra nhiều không cần thiết đó. Đầu tiên bạn sẽ lên bow như đó hả. Sau khi lên bow xong á, bạn sẽ tới step thứ hai là sẽ giảm opacity của bow này vô đó, là giảm opacity nó xuống và ta bắt đầu đắp đồ lên này. Là step thứ hai ta sẽ đắp đồ đó, thì đắp đồ như thế nào đó, chúng ta mình sẽ ẩn hết màn này đi hai cái là giờ rồi. Bạn giảm opacity đó, bạn đầu đắp đồ từ từ lên cho mình đó, ví dụ mình đắp đồ từ từ lên này. Mình sẽ đắp cái phần đồ lớp ở trong đó, tại vì lúc mà mình lên ý tưởng á, là mình đã có được cái thiết kế nhân vật ý tưởng trong cái bản mood board này rồi, thì mình giờ cần đắp đồ theo cái ý tưởng mình thôi đó. Lớp ở trong là vải nè, sau đó có cái lớp giáp bọc bên ngoài lớp vải nữa đó, ta sẽ ngoài đó ta sẽ có cái lớp khăn cột ở giữa đó. Rồi tương tự đó mình sẽ đắp đồ lên. Một cái lời khuyên của mình á, bạn nên đắp mỗi món đồ một màu rết, một màu cọ khác nhau đó, thì khi bạn quản lý sẽ rất là dễ đó. Ví dụ bạn muốn chỉnh sửa nào đó, thì bạn nhìn được đó, mà nó hơi rối do người mới nhưng mà bạn sẽ tập làm quen. Thì mình sẽ trong trong cái những phần sau mình sẽ nói chi tiết, phần này chỉ giới thiệu về step by step những bước thôi đó. Thì đây mình sẽ đắp đồ vô nữa, chúng ta sẽ đắp từ từ đó, có bao nhiêu đồ chúng ta sẽ bọc vô hết đó. Những phần này là có phần lên ý tưởng hết rồi đó, việc còn lại chúng ta chỉ vẽ nó vào đúng vị trí, đúng phối cảnh thôi đó, và mình sẽ đắp hết đống này vào đó. Rồi thứ nhất có hai cái lời khuyên của mình. Thứ nhất là bạn đắp đồ, bạn đắp theo kiểu full đồ đi, tức là bạn đừng cố gắng vẽ khúc này, tại vì ví dụ cái vỏ kiếm này nè, nếu như bạn 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 vẽ mại mại khúc này, nó lòi ra khúc này này, mình sẽ bấm này đây, ví dụ như cái vỏ kiếm này bạn vẽ theo kiểu mại mại là vậy rồi, bạn vẽ kiểu mại mại cái bạn vẽ khúc bên đây trước, xong cái bạn vẽ khúc bên đây đại đại, thì cái này nó sẽ không tạo ra cái độ mượt, cái độ chính xác tuyệt đối của cái đường cong của vỏ kiếm, nên bạn vẽ nguyên cho mình luôn đó. Là khuyên mình, cái gợi ý của mình, cái kinh nghiệm của mình thấy á, bạn vẽ full gì đi, sau khi bạn vẽ full hết rồi á thì bạn xóa đi đó, bạn thấy cái nào bị che thì bạn xóa đi, thì nó sẽ tạo được cái tự nhiên và chính xác cái độ dài của vỏ kiếm là vậy luôn đó. Những cái phần ẩn phía sau nó sẽ nằm chính xác luôn, chứ nó không phải là mãi mãi vẽ khúc đầu ở đây xong cái bạn bắt đầu bạn qua bên này bạn vẽ khúc khác bên này, nó có thể nó sẽ bị lệch như thế này này, mình ví dụ đó, có thể bạn bằng mày mày đó. Thì có khi mà bạn bôi thằng này đi á, này bạn che thằng này đi, bạn nhìn thấy nó giống giống nhưng thực tế nó bị lệch này, nó vẫn sẽ tạo cái lệch, nên bạn muốn chính xác nhất á
thì bạn vẽ cho mình full luôn đó, bạn vẽ một cái vỏ kiếm chính xác, vỏ kiếm đẹp, sau đó mình ẩn đi thôi. Ngoài ra cái việc mà vẽ riêng vỏ kiếm nè, sau này nó cho bạn một cái tác dụng nữa, biết tác dụng là gì không? Khi là bạn có thể cầm cái vỏ luôn, bạn kéo ra ngoài và bạn để ở đây là những cái vật phẩm nó đeo trên người đó, nó sẽ có cái bản full của cái vỏ kiếm luôn, chứ không phải là nó chỉ có một khúc này. Giờ bạn cần cái vỏ kiếm này để bạn xô ra portfolio, bạn xô ra concept của cái bao kiếm này, thì nó là bạn lại cần phải vẽ khúc mà ẩn nó đi, xong trong khi đó bạn cứ vẽ full nó đi, xong rồi bạn dùng cái layer mask bạn che đi nó. Rồi thì step thứ hai đó là bạn sẽ đắp đắp trang bị lên cho cái nhân vật của bạn, đắp trang bị, đắp đồ, bạn bỏ hết lên đây, mình vẽ theo kiểu full hết luôn. Rồi sau đó tới step thứ ba mình bắt đầu bôi đi đó, ta sẽ bôi đi, chúng ta sẽ dùng cái laser mask đó, ta ẩn đi hết những cái phần mà nằm phía sau nó, cái nào nằm phía sau ẩn đi hết, thì bạn sẽ có được cái nhân vật như thế này đó, có bản thiết kế như thế này. Tới step thứ tư chúng ta sẽ đi lai lại đó, ta sẽ đi lai lại theo cái nguyên tắc đi lai là lớn nhỏ gì đó, thì bạn có thể xem cái phần mà cái tút về phần mà đi lai phát thảo ạt trên kênh của mình á, thì nó sẽ rõ hơn, tại đây nói mất thời gian lắm. Ngoài ra thì khi nào vào chi tiết tới step này, tức là những bài sau, thì mình sẽ nói kỹ hơn nguyên tắc delay như thế nào đó. Thì chúng ta sẽ delay lại, chúng ta sẽ có cái bảng này, chúng ta giảm opacity của nó xuống, mà chúng ta sẽ ngồi chúng ta delay lại, và chúng ta sẽ được cái bảng layer final đó. Đây là bảng layer final của mình. Chúng ta sẽ tới step thứ năm, sau khi có bảng layer final, chúng ta step thứ năm chúng ta đi sắc độ đó, là sẽ đi sắc độ rồi đó. Ở đây sắc độ này gọi là sắc độ căn bản cho đẩy khối, và ngoài ra thì cái con này, cái vật này là mình vẽ khoảng 1 năm trước đó, nên thành ra nó bị một cái tình trạng gọi là ám đen rất là dữ, giờ thì đỡ rồi, nhưng dưới do màn hình của mình nữa, nên thành ra là cái mình đi tranh hơi bị ám đen lắm, nhân vật này là bị ám đen rất là dữ. Người ta có thể cho nó bớt ám đen đi đó, cho nó sáng lên chút để cho cái nhân vật nó bớt bị ám đen, sáng quá thì nó lại bị cháy nữa, ta cân cân nó lại đó. Đây các bạn nhìn thử cái này với cái này đó, không xanh của mình bị ám đen rất là dữ, nó bị đen canh đó, đó. Thì step lên tới cái step mà mình sẽ giữ nguyên cái file cái bản này luôn. Đây là cái step gọi là cái step devalue sắc độ đẩy khối cho cái nhân vật hả. Sau khi chúng ta có sắc độ đẩy khối rồi, chúng ta sẽ bắt đầu cắt ra, chúng ta đi màu, bạn sẽ chọn một cái bộ màu màu từ 4 tới 5 màu đó, tối thiểu là 3 màu, chứ đừng để nhân vật một màu nhìn nó xấu nha. Thì đây nhân vật mình sẽ chọn 5 màu đó, sau đó mình sẽ cắt ra đó, mình sẽ có cái bộ màu 5 màu nè, mình sẽ giảm opacity của phần layer này, và chúng ta có cái phần sắc độ dưới đây như thế này, sau đó mình sẽ cắt ra từng bộ phận đó. Ví dụ như ở đây đầu tiên mình sẽ cho cái những cái phần nào mình muốn màu đỏ thì mình sẽ cắt ra ra đó, cắt ra mình tô màu đỏ, xong rồi tương tự thôi, mình sẽ thiết kế nó mình muốn màu gì thì mình sẽ cắt cái phần đó ra và mình cho vào đó đó, tương tự mình sẽ cho màu, mình cắt ra mình cho màu tới nào hết nhân vật này thôi đó. Thì xong thì chúng ta sẽ có được cái bảng màu màu cơ bản của nhân vật đó. Thì việc mà giúp các bạn cắt những cái này ra như thế này nè đó, thì bạn có màu cơ bản luôn, thì bạn có thể đổi nó sang màu khác rất là dễ, bạn cần chọn cái laser bạn muốn đổi sang màu khác, bạn cần nhân u nó và bạn kéo nó sang màu khác thôi, ví dụ muốn màu tím, màu xanh gì đó sáng hơn hạn hả, màu xanh vàng hả, thì cái này chúng ta chỉ cần đổi màu thôi, easy đúng không, màu vàng sáng hơn đó. Thì việc này chúng ta chỉ cần đổi màu, việc đổi màu sẽ rất là dễ, màu cơ bản rất là dễ. Thì sau khi bạn đi bạn cắt ra, bạn đi được bộ màu có bây giờ riêng như thế này nè, xong hết rồi á, thì bạn làm cho mình nhiều phiên bản, tại vì chưa chắc gì mà chúng ta sẽ có được màu đẹp ngay phiên bản đầu tiên, chúng ta cứ đi đại thoải mái thôi. Nó ở đây thì mình có đi 9 bộ màu đó. Đó, thì mỗi bộ màu mình sẽ đi 9 bộ màu đó, mình sẽ phối màu nó 9 bộ đó. 5 nè, 6 nè, 7 nè, 8 nè, 9 đó, thì có 9 bộ màu, thì bạn có thể đi 10, 20 hay gì tùy các bạn đó. Chúng ta vẽ, chúng ta chịu khó, chúng ta đang học mà, học thì chúng ta chịu khó, ta làm nhiều. Còn khi bạn vẽ thì sau này có thể bạn vẽ 1, 2 bộ bạn chọn là được rồi, hoặc 1 bộ luôn được, nếu như khách yêu cầu bộ màu đó. Còn nếu như bạn vẽ cho các bạn mà vẽ đi học thì bạn làm cho mình nhiều bộ màu lên. Ở đây chúng ta sẽ có mình làm này 9 bộ màu này đó. Thì sau khi 9 bộ màu mình thấy bộ này nó không đẹp nữa thì sẽ thấy những cái bộ khác đẹp hơn, như bộ số 5 này cũng được nè, 3 màu được. Bộ này cũng ngon. Đó, thì tùy vào cái bộ nào bạn thích thì bạn sẽ bắt đầu lên kỹ từ bộ đó. Step thứ 6 đó là đi màu cơ bản. Sau khi có màu cơ bản, step thứ 7 đó, chúng ta render chất liệu. Đó, ta render chất liệu. Thì tương tự bạn muốn đây mình bạn có cái bộ màu cơ bản, mình tắt cái này đi, ta có màu cơ bản rồi, hiện tao bắt đầu render chất liệu cho nó
Thì mình ở đây mình chọn cái màu đỏ này. À, mình thích màu đỏ, mình chọn cái bộ số 2 này để mình tỉa chất liệu nó. Đó, thì đây. Ở đây bắt đầu tỉa chất liệu nó. Đầu tiên á, thì bạn muốn tỉa thằng nào trước thì bạn cắt nó ra, bạn tỉa nó riêng laser giờ cho mình. Đó. Đó, như mình tỉa tóc trước nè. Ta có tóc. Mình sẽ vẽ cái mặt, mình sẽ vẽ từ cái phần focal point trước. Cái mặt này thì mình vẽ hồi 2 năm trước nên nó khá là xấu, lúc đó kinh nghiệm vẽ mắt mũi miệng kém lắm. Nhưng mà mình cũng khá là tự hào vì sau 1 năm thì mình đã vẽ mặt đẹp hơn rất là nhiều. Sau 1 năm cày cuốc, cày chết sống, cày bỏ ăn bỏ uống mới được nha, chứ không phải là ngồi về chơi lướt Facebook rồi xong rồi xỉa xói người này xỉa xói người kia là bạn lên tay đâu. Các bạn phải vẽ nhiều mới lên tay, chứ bạn ngồi các bạn coi tranh bạn không lên tay đâu, bạn lên mắt thôi chứ bạn không lên tay. Vẽ nhiều đi bạn sẽ lên tay thôi, vẽ càng nhiều là càng lên tay, nếu như đúng cách thì còn lên nữa nhanh nữa đó. Thì mình sẽ vẽ từ cái phần focal point trước đó, tóc là xong rồi cái mặt nè, kế tiếp mình thấy thằng nào mà nằm phía trên mình vẽ trước đó, mình vẽ phía trên xong rồi mình đè xuống đó, cái thằng nào phía trên vẽ trước xong rồi mình sẽ vẽ đè xuống từ từ đó, mình vẽ rồi mình vẽ cắt ra thôi, chúng ta cắt ra bây giờ chúng ta vẽ đó. Đó, ta vẽ từ 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 đó, ta đắp đồ vào đó, ta tỉa chất liệu đó, tỉa tới đâu thì mình đắp tới đó. Rồi. Đó, sau đây là mình đã tỉa xong nguyên nhân vật của mình. Đó, đây là bản render final, step render. Đó. Sau khi render hoàn thiện hết rồi á, thì chúng ta sẽ vào gọi là đi ánh sáng, chỉnh sửa này nọ cho nó. Đó, mình sẽ đi ánh sáng. Đó, nào bạn nhìn nè, đó, mình sẽ đi ánh sáng, là thả thêm ánh sáng vào, là chỉnh sửa màu sắc các kiểu cho nó đẹp hơn, cần nhân U, cần nhân B, là kéo cân chỉnh. Ví dụ rồi ta thả backlight vào nữa. Đó. Rồi cân chỉnh tổng thể lại theo cái style, hàng style này hơi ám đỏ, chiến tranh lửa khói chẳng hạn, nó phực lên con đó chẳng hạn đó. Ngoài ra thì đây một cái màu. Rồi kế tiếp có thể thêm một chút bóng đổ và một chút background cho nhân vật của mình nổi bật hơn. Đó là xong. Đó là 8 step căn bản đó. Thì đây là quy trình mình sẽ cùng các bạn trải nghiệm hết cái quy trình này trong suốt cái series concept sáng bản này. Thì tới đây thì mình đã giới thiệu xong quy trình rồi, tương tự giống như cái phần lớp cái phần mà digital painting basic á, căn bản á, thì nó có step by step, nhưng mà step by step đó mình nói không kỹ nhiều, thì phần này mình sẽ nói kỹ hơn chút cho bạn hiểu đó. Thì tới đây là hết quy trình, thì quy trình có 8 bước đó, quay lại 8 bước. Bước đầu tiên ta sẽ là phát thảo dán, ta sẽ lên bù và chúng ta đi live bù luôn. Cái tiếp ta sẽ đắp item lên. Sau khi đắp item chúng ta sẽ tới phần gọi là chỉnh sửa item, cân chỉnh lại, chúng ta sẽ có cái bảng like đó, và bạn sẽ đi like lại kỹ đó. Sau khi qua like kỹ chúng ta sẽ đi sắc độ sẽ tới màu bay đó, ta sẽ tới màu bay, màu bay xong ta sẽ tới tỉa chất liệu, tỉa chất liệu xong chúng ta sẽ tới phần mà chỉnh sửa cân chỉnh tất cả các kiểu là xong đó. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi những phút này, thì các bạn nếu bạn thấy hay thì bạn nhớ like và share clip đi để đến với nhiều bạn hơn, tại vì mình biết có rất nhiều bạn muốn học mà không có điều kiện, giống như mình giờ cũng có những lớp mình rất muốn học nhưng hiện tại mình chưa có điều kiện để đăng ký đi học nè. Ngoài ra thì bạn nhớ subscribe cho nội mình, subscribe nội mình có hai thứ đó. Thứ nhất là bạn sẽ đó giống như là động viên khích lệ mình để mình ra thêm nhiều clip hay hơn và thú vị hơn nữa. Ngoài ra thì việc subscribe nội mình sẽ giúp bạn nhận được thông báo về clip ngay khi mình up. Đó, thì khi mình up lên bạn sẽ nhận thông báo và bạn vào xem liền, bạn khỏi phải mỗi ngày mỗi vào xem, hoặc là bạn bỏ sót nha, như các bạn quên mà đi, bạn bận bịu quá, bạn quên, bạn không có thời gian để vào check cho hàng, rồi nó lại bạn bỏ sót những clip bạn muốn coi nha hàng đó. Tại vì mình đăng rất là nhiều clip nên cái clip của mình nó có thể trôi đi rất là nhanh, tại vì mình ra clip hơi hơi nhiều hơi đều đó. Thì cảm ơn bạn theo dõi, chúc bạn có một ngày mới tốt lành và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo. Bye bye.